Diệp Long để làm gì chứ? Chẳng lẽ cái số mình phải ăn nhờ ở đậu suốt đời? Anh cũng đâu có thương nó thật lòng đâu mà lấy nó làm vợ. Nếu như mà anh muốn kiếm vợ thì thiếu gì mối tốt hơn. Tóm lại, con gái thời bây giờ đứa nào cũng mê tiền hết á. Cha thấy con với thằng Bình tính tình hai đứa không có hợp nhau. Đó là trò đùa của tôi. Chính chú ba đã chỉ cho tôi chơi trò này. Còn mén này đã muốn thì phải có cho bằng được.